Xin chào quý vị và các bạn. Mời các bạn tham khảo kết quả quay thử xổ số Đài Quảng Nam thứ 3 ngày 10 tháng 11 năm 2020. Giải 8 22, giải 7 098, giải 6 2964, 1332, 6578. Xem kết quả xổ số hôm nay, kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn. Hãy chọn cho mình những cặp số thật đẹp trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.